Thúy Hiền cùng con gái đi xem chồng cũ anh Tú hát. Nữ hoàng Usu, Thúy Hiền cùng con gái 20 tuổi Ngân Hà đi cổ vũ chồng cũ anh Tú hát cùng Hương Tràm trong đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Max Anh Tú vừa có show diễn mới kết hợp cùng đàn em Hương Tràm ở nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu khoe giọng hát khàn, ấm đặc trưng trong các ca khúc như Nắm Lấy Tay Anh, Hối Hận Trong Anh, Sẽ Không Còn Nữa. Hương Tràm mặc váy trắng bồng bềnh, song ca cùng Max Anh Tú hit Duyên Mình Lỡ do chính đàn anh sáng tác. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thể hiện nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như Ngốc, Em Gái Mưa, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ được đông đảo khán giả ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình. Max Anh Tú khoe hình ảnh quý ông lịch lãm trên sân khấu ca nhạc. Nam nghệ sĩ cho biết sau thời gian tập trung sáng tác, anh trở lại với vai trò ca sĩ, tích cực chạy show, phát hành album. Ngoài âm nhạc, anh Tú còn thử sức với các lĩnh vực như diễn xuất, đạo diễn, bầu show. Tôi thấy may mắn khi có cơ hội làm nhiều công việc, anh Tú nói. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Thúy Hiền chăm chú theo dõi chồng cũ biểu diễn. Sau ly hôn, Thúy Hiền và anh Tú giữ mối quan hệ bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Công việc. Anh Tú vẫn luôn đồng hành, cùng tôi chăm sóc, nuôi dạy con gái, Thúy Hiền cho biết. Nữ hoàng Usu hào hứng xem các tiết mục của chồng cũ và Hương Tràm trong đêm nhạc. Theo Thúy Hiền, hiện cô làm huấn luyện viên bộ môn Usu cho các vận động viên trẻ và làm việc cho một tập đoàn bất động sản. Bên cạnh đó, Thúy Hiền còn cùng một số bạn bè phát triển chuỗi nhà hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thỉnh thoảng, Thúy Hiền góp mặt ở các game show truyền hình và một số dự án phim ảnh. Mới đây, cựu vận động viên vừa tham gia đóng MV của chồng cũ và ca sĩ Tùng Dương. Thúy Hiền cười tươi, vỗ tay cổ vũ cho anh Tú và Hương Tràm. Ngân Hà, con gái 20 tuổi của Thúy Hiền và anh Tú, cùng mẹ đi xem bố hát. Ngân Hà sinh năm 2004, được nhiều người khen xinh đẹp. Cô thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ bố. Khi còn nhỏ, Ngân Hà đã thể hiện sở thích ca hát, từng cọ xát ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Năm 2018, Hà xuất hiện trong live show của bố và thỉnh thoảng biểu diễn tại các mini show mang không khí gia đình. Cô hiện sống với mẹ nhưng gặp bố hàng tuần. Theo người thân, Ngân Hà sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Cô cho biết đang trong quá trình tập luyện để debut thành ca sĩ trẻ. Con gái anh Tú cùng một số bạn bè, người thân lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm cùng nam ca sĩ và Hương Tràm sau đêm diễn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.